Thưa quý vị và các bạn, với tư duy đổi mới, nghị lực của tuổi trẻ, nhiều thanh niên tại huyện Chư Mờ Ga đã nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, bước đầu đạt được những thành công nhất định trên con đường lập thân lập nghiệp. Từ đó góp phần đánh thức tiềm năng lợi thế của vùng đất quê hương. Để khởi nghiệp với nghề làm rượu cần truyền thống của dân tộc Mơ Nông, anh Y Cờ Náp tìm gặp những người lớn tuổi để học cách ủ rượu cần. Sau 6 tháng học nghề, anh bắt đầu làm rượu cần bán và đặt tên thương hiệu là rượu cần Amatâm. Đến nay, sau gần 4 năm khởi nghiệp, sản phẩm của anh Y Cờ Náp đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Anh Hoàng Đại Dương đã lựa chọn khởi nghiệp với mô hình vườn hoa cây cảnh trên mảnh đất của gia đình, diện tích 2.000 m², với số vốn 30 triệu đồng, cùng với kiến thức khoa học kỹ thuật và niềm đam mê, hiện nay anh đã tự nhân giống, lai tạo được giống cây cho nhà vườn của mình. Mô hình này đã mang lại cho anh khoản thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bắt nguồn từ đam mê. Đam mê từ năm 2016 là đi rừng Thái Lan về, mình lấy về mình chăm, là mình ghép, mình trồng, mình chơi, thấy nó sống được, tức là mình từ đó về mình mở rộng ra từ Lan. Thời gian qua, công tác hỗ trợ thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trên quê hương được đoàn thanh niên các cấp huyện Chư Mờ Ga đẩy mạnh. Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp. Trong năm 2022, Ban Thường vụ huyện đoàn Chư Mờ Ga đã tiến hành khảo sát và trao vốn cho 5 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng số tiền 100 triệu đồng và một mô hình cho tổ hợp tác thanh niên ở xã Em Ró với số tiền 50 triệu đồng. Huyện đã tổ chức triển khai tốt các cái hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là việc xây dựng các cái mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, như là xây dựng các cái mô hình tổ hợp tác thanh niên. Trong cái nhiệm kỳ qua thì trên địa bàn huyện đã xây dựng được 4 cái tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở trên địa bàn huyện. Với tinh thần khát khao làm giàu trên quê hương, cùng sự giúp sức của tổ chức đoàn, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đã được các đoàn viên thanh niên áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, đã góp phần thực hiện hóa ước mơ khởi nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên. Để phong trào khởi nghiệp phát triển, lan tỏa mạnh mẽ, cần sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về vốn, cơ chế, chính sách, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho đoàn viên thanh niên.